Có một tiếng anh của anh Danny, mời Cường. Sao Cường là anh hùng chuẩn bị á? Oh,
chị Văn. Mời anh Hùng. Ông mời luôn hả? Mời anh Hùng lắm ba đa. Sau đó nhạc sĩ Huy lên thăm một phút. Red tie, yeah. Red tie. Vâng. Khách đầu đi anh Hùng ơi. Khách đầu. Khách đầu đi. Không biết rồi đâu. Thật sự mới cùi đầu thôi. Xin gửi tới anh chị bài Tấm ảnh ngày xưa của nhạc sĩ Lê Dinh. Anh này khoái Lê Dinh á. Hôm nay thật là êm ái. Sau bài bản, chúng ta sẽ trở lại Lâm Ba Đa. Thank you.
người về nơi xa xăm, năm tháng về muôn người thương nhớ mùa nào vui. Dù lòng em nâng ly, ta uống cạn để rồi lưu luyến phương trời mà xa. Xa nhau